Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, hôm nay ngày đầu tiên của 365 ngày cầu nguyện giải phóng Việt Nam. Kính thưa đồng bào thân mến, chúng ta xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho chúng ta 365 ngày. Cầu nguyện xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và đương nhiên đồng thời cầu nguyện cùng triệu triệu linh hồn anh hùng chiến sĩ trận vong ban cho chúng ta thần trí khôn ngoan và hành động đúng theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, ngày hôm nay Y sư Thánh Giống chúng cháu rất là vui mừng là bởi vì chúng ta có sự sống của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho mỗi chúng ta. Để rồi chúng ta có dịp làm những việc mà chúng ta cần phải làm. Những công việc còn dở dang chưa xong. Y Thiền Sư Thánh Giống chúng cháu kính xin toàn thể đồng bào hãy sốt sắng làm phần vụ của mình, bởi vì công việc vô cùng quan trọng mà còn đang dở dang thì chúng ta không thể bình thản nhẹ nhàng mà có thể du ngoạn cùng thời gian được. Chúng ta cầu nguyện 365 ngày kể từ ngày hôm nay. Và tôi cho rằng là chúng ta tiếp tục làm như thế đời đời kiếp kiếp, để cho đời sống chúng ta được thanh thản nhẹ nhàng, và đồng thời để chúng ta xứng đáng được làm con cái của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, đây là khuôn mặt của Cha Trời Giê-xu đã tỏ hiện ra trên mây ngày 29 tháng 8 năm 2009. Trong lúc Thánh Giống chúng cháu hướng dẫn đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta cầu nguyện. Và đây là hình màu gốc. Và đây là hình chúng cháu làm đậm hơn để cho đồng bào bá tánh, những ai mắt yếu có thể xem xét tường tận hơn.
Đây là khuôn mặt của Cha Trời Giê-xu hiện ra trên mây. Kế bên nữa thì có sức nóng của càn khôn và mặt trời sẵn sàng tấn công vào quả địa cầu. Đây là sức nóng của mặt trời. Mặt trời ở chính giữa đây. Và đồng thời đây là sức nóng của càn khôn. Còn đây là mũ gai nhân loại đã đội lên đầu Cha Trời Giê-xu. Và đây là ánh mắt của Ngài bị đánh chảy máu mắt, máu chảy xuống gò má. Còn đây là mũi của Ngài bị sưng. Đây là môi miệng của Ngài, đây là râu của Ngài. Và môi miệng của Ngài thì thôi bị dập môi, tét môi bởi vì nhân loại đánh đập Ngài tàn nhẫn, khủng khiếp và khốc liệt trước khi nhân loại đóng đinh Ngài vào thập giá. Cách nay khoảng 2.000 năm về trước. Và cho đến ngày hôm nay thì nhân loại vẫn tiếp tục làm như thế, là bởi vì mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta một lần nữa đóng đinh Cha Trời Giê-xu vào thập giá của càn khôn. Kính thưa đồng bào thương mến, thánh giống chung trao thì đương thời là một lương y và đồng thời là một y sư nhạc sĩ, và đương nhiên và là một y thiền sư của càn khôn, tức là Phật sống của càn khôn đó. Y liền sư, y thiền sư, ý nghĩa là như thế. Và kính thưa đồng bào quý mến, tất cả những điều mà Cha Trời Giê-xu dạy bảo thì rõ ràng như giờ ngọ, tức là rất là chín chắn và đầy đủ chi tiết để hướng dẫn nhân loại làm cách nào để được sống đời đời kiếp kiếp và thuận theo ý của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là đứng đã tác tạo và cai quản cũng như ban sự sống cho cả càn khôn. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu, đây là khuôn mặt những anh hùng chiến sĩ trận vong, những chiếc nón mắt mũi miệng đây, và đồng thời đây là một ông rồng vĩ đại đang phun lửa. Kính thưa đồng bào rất là quý mến, chúng ta là con của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, mà là con người. Con người đó, chúng ta hơn con vật. Chúng ta vô cùng may mắn. Kính thưa đồng bào quý mến, thế thì chúng ta đã sống xứng đáng làm con người chưa? Hay là chúng ta coi vậy chứ có những lúc chúng ta còn thua con vật? Nói đến đây thì tôi cần cảnh báo cho nhân loại là hiện tại bây giờ trên thế giới đang chém giết lẫn nhau và bắn giết và tranh đua bon chen chụp giật rồi hận thù rồi chém giết rồi lường gạt rồi lọc lừa rồi giả dối rồi điêu ngoa rồi ôi thôi thì đủ thứ chuyện lung tung, tức là ngoài sức tưởng tượng của con người chúng ta. Và thưa đồng bào thương mến, ở đây là anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh ngoài trận mạc. Họ là những người tiên phong, họ đã hy sinh
Và giờ đây họ được cha trợ Giêsu cho tỏ hiện ra để cảnh báo cho nhân loại về việc chúng ta, nhân loại, cần sám hối gấp, lập công chuộc tội, hoặc là tôi không dám dùng chữ lập công bồi đức bởi vì chúng ta tội lỗi nhiều quá, đức độ gì. Đây là một ông rồng vĩ đại đang há miệng và phun lửa, mũi thì khịt lửa luôn nữa. Đồng bào có thấy rõ không? Đây là những chiếc nón nè, đủ thứ nón nha. Đây là linh hồn chiến sĩ trận vong từ đệ nhất, đệ nhị thế chiến, rồi chiến tranh Việt Nam, rồi rồi chiến tranh Nam Hàn này kia đồ, và chiến tranh biên giới Việt Cộng và Trung Cộng, rồi chiến tranh cho đến bây giờ. Tức là đây là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong. Những anh hùng chiến sĩ này đã hy sinh, và sau đó họ được cha trời thượng đế toàn năng cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo và dẫn dắt chúng ta mau mau sám hối gấp, bởi vì nếu mà chúng ta chậm trễ thì những kẻ nào chậm trễ tiếp tục làm tầm bậy mà không quyết tâm sám hối thì lần lượt những kẻ đó sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ, và khổ lắm, chuyện đó kinh hoàng lắm. Thì thưa đồng bào thương mến, đây là cái gì? Hình ảnh gì? Những chiếc nón, đủ thứ nón hết đó. Đây là linh hồn của những hồn chiến sĩ đệ nhất và đệ nhị thế chiến từ tất cả những cuộc chiến, cũng như chiến sĩ miền Nam Việt Nam và miền Bắc Việt Nam, và tức là tất cả những cuộc chiến trên quả địa cầu này, những người chiến sĩ tiên phong, họ là những anh hùng chiến sĩ bởi vì họ không có chọn lựa. Đa số là bởi vì sự quyết định của các nhà lãnh đạo trên thế giới từ cổ chí kim bắt buộc những anh hùng chiến sĩ phải ra trận mạc và là những người đi đầu, và thông thường là những người đi đầu họ đã hy sinh, và sau đó thì họ được Thượng Đế toàn năng cho họ sống lại, và giờ đây họ được Thượng Đế cho tỏ hiện ra với vóc dáng như thế này. Đây tôi làm hình trắng đen để cho đồng bào Ba Tánh nhận diện. Còn đây là đầu ông rồng thật là lớn phun lửa. Sau khi họ chết, họ được cha trời Thượng Đế toàn năng đem họ về chốn nghỉ ngơi, rồi sắp xếp công việc cho họ, và giờ đây hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong đã được cha trời Thượng Đế toàn năng cho tỏ hiện ra trên mây cùng cha trời Giêsu để mà làm việc cứu rỗi nhân loại. Thế thì nhân loại chúng ta là ai và đã làm gì mà đến nỗi giờ đây phải cần sự cứu rỗi của cha trời Giêsu và của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong? Ồ, thì ra là nhân loại chúng ta phạm tội nhiều quá, làm quá nhiều chuyện tầm bậy, thành ra giờ đây là phải kể như bó tay, không có tự cứu mình được, tức là bố láo bố léo nói đòi tự cứu mình kia rồi, cái mình sao tự cứu mình được. Bố láo bố léo thì có, mình chỉ tự quyết định sám hối để mà mình có thể được thế giới thiên loại cứu rỗi mình, chứ tự mình là không có cứu mình được. Mình rất là giới hạn, tại vì mỗi hơi thở của mình là mình đã nhờ vả cậy trông vào quyền năng của thế giới thiên loại, tức là thế giới của cha trời Thượng Đế toàn năng. Chứ tự mình tức là gì? Tự mình là tỉnh mừ, tức là mừ, tức là mù luôn á, tức là tâm hồn và sự hiểu biết cũng như là đường đi nước bước là kể như là tối om tối hù, không biết gì hết. Ở đây tôi cần cho đồng bào được biết là tất cả những gì xung quanh chúng ta rất là quan trọng đối với chúng ta, bởi vì
Bởi vì chúng ta cần có những gì xung quanh của chúng ta để chúng ta học hỏi và giao thoa và va chạm để học hỏi kinh nghiệm, và đồng thời để mà nhờ cậy, nhờ vả để mà được sống, để mà học hỏi, để mà tiến hóa. À, chứ đừng nói gì cũng tự mình, tự tôi, tự cứu nữa cái. Tự mình quyết định sám hối để rồi mình được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng thương xót cứu rỗi mình và con cái cháu chắt mình, hay là cứu rỗi linh hồn của mình. Đây là Y Thiền Sư đang thưa chuyện cùng đồng bào. Đây là Phật sống của Càn Khôn đang thưa chuyện. Y Sư Thánh Giống Phụ Động Thiên Vương tái thế Vương Đạo Đại Việt công bình bác ái thiện lành nhân bản. Vâng lĩnh Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng làm việc lãnh đạo cứu Việt Nam chúng ta, và đồng thời làm việc đồng hành cùng đồng bào để tái thiết quê hương xứ sở chúng ta, cùng lúc phụ giúp đồng bào, kêu gọi tất cả nhân loại mau mau sám hối gấp, bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra và sẽ có chiến tranh loạn lạc khắp nơi, đói kém khắp nơi, và đồng thời thiên tai Càn Khôn vũ trụ chuyển mình, động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, sẽ có nhiều nơi trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Kính thưa đồng bào thân mến, chúng ta cần cầu nguyện mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa. Đồng bào làm việc thì nếu mà không có được nghỉ ngơi nửa tiếng, 5-10 phút để mà hoặc là 5-3 phút để mà bước ra khỏi nhà, khỏi nơi làm việc để mà ngẩng mặt lên trời cảm tạ Cha Trời Giêsu, và đồng thời cảm tạ ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta, và đồng thời cảm tạ hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho chúng ta được sống. Thì ở tại nơi làm việc của mình, tại nhà mình hay là bất cứ nơi nào, cứ đúng 12 giờ là đồng bào làm ơn cầu nguyện như thế. Trước tiên là cảm tạ Cha Trời Giêsu, kế nữa là ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, kế nữa là cảm ơn hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho chúng ta được sống. Ở tại nhà, tại nơi làm việc, hay là đang lúc lái xe, hay là bất cứ ở đâu, mọi nơi mọi lúc, nhớ đúng 12 giờ trưa làm như thế, cầu nguyện như thế. Và nhớ nhắc nhở cho người Việt Nam trong nước được biết gấp và cũng làm như thế. Và đồng thời kêu gọi tất cả nhân loại cùng nhau làm như thế, là bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để cho chúng ta làm việc vô cùng quan trọng mà chúng ta đã và đang làm dở dang. Đó là việc giải phóng Việt Nam chúng ta, và đồng thời làm việc sám hối gấp để lập công chuộc tội, cùng lúc kêu gọi cộng đồng thế giới nhân loại mau mau sám hối gấp, bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và chỉ có những kẻ thật sự sám hối, cậy trông vào quyền năng và hồng ân của Cha Trời Giêsu, thì những kẻ đó mới được cứu rỗi. Tôi nhắc lại rõ cho một lần nữa, để sau này đồng bào nhân loại khi mà nhắm mắt lìa đời, linh hồn trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, lúc đó không có trách móc tại sao Thánh Giống chúng tôi không cảnh báo và thông báo cho đồng bào được biết, đồng bào nhân loại đó. Tôi thông báo từ năm 1999 cho đến bây giờ thì đều muốn học máu luôn đấy. Không có Cha Trời Giêsu ban cho thần khí sống lại thì tôi chết lâu rồi, bởi vì tôi đã làm thế cho đồng bào lâu quá rồi. Mệt quá thì thôi. Và thưa đồng bào thương mến, chúng ta nhớ làm như thế thì tôi cho rằng trễ lắm là trong vòng 365 ngày, tính từ ngày 29 tháng 8 năm 2014 cho đến ngày 29 tháng 8 năm 2015 là trễ lắm, là lúc đó là đất nước Việt Nam chúng ta và đồng bào, nhất là đồng bào Việt Nam thân thương quý mến của chúng ta ở tại Việt Nam,
sẽ được giải phóng khỏi tất cả những chế độ ác độc độc tài đã và đang đầy đọa dân tộc Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Ở đây tôi nhấn mạnh những chế độ độc tài là ai? Đó là bọn tư bản xanh, tư bản đỏ, những kẻ đã và đang bắt dân tộc và đất nước chúng ta làm nô lệ cho họ. Thì đó là những kẻ u mê, ù lì, lười biếng, bê trễ. Thì những cái đó là những kẻ thật sự cần được sám hối, bởi vì nếu họ không sám hối thì họ sẽ bị nhốt chung với nhau. Sau khi họ nhắm mắt lìa đời thì linh hồn của họ sẽ bị nhốt chung với nhau nhiều ngàn năm, và họ sẽ vô cùng sầu khổ đau buồn bởi vì họ sống chung với nhau. Đâu ai muốn sống chung với những người ù lì, bê trễ, độc tài, giàu có, hung dữ, ác độc, không có làm gì hết, tối ngày cứ sống bởi cái number và bởi cái những cái túi tham không đáy. Sống chung với những người đó khổ lắm, còn khổ hơn là bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nữa. Bởi vì sống chung với những người đó giống như là sống chung với bọn quỷ sa tăng vậy, vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Ở đây nói tôi ghê quá, không muốn thấy ai mà sống trong cái cảnh đó, khổ lắm. Mà tưởng tượng sống với những người mà vô trách nhiệm, những người hung dữ, ác độc, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo đó, ui giời ơi, kinh hoàng lắm. Thì kính thưa đồng bào thương mến, hôm nay chúng ta học một bài học đặc biệt lắm của Cha Trời Giê-xu dạy bảo. Bài học tựa đề là: người kia đã gieo hạt giống xuống đất rồi đi ngủ. Hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết. Bài học này hay lắm rồi nha. Đây, chia sẻ cho đồng bào nè. Bài học này bài học của Cha Trời Giê-xu dạy dỗ nhân loại nè. Đây nè. Đây nè, đó. Bài học này hay lắm á. Đồng bào nhớ nha, bài học này là bài học tuyệt vời đó. Đây là một trong những bài học phải nói là tuyệt vời. Khi ấy, Chúa Trời Giê-xu phán cùng dân chúng rằng: nước trời giống như người kia đã gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào, người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người đó liền gặt vì đã đến mùa. Đó là lời dạy bảo của Cha Trời Giê-xu. Kính thưa đồng bào thương mến, người kia đã gieo hạt giống xuống đất rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết. Đúng vậy. Có ai làm nghề nông không? Hoặc là chúng ta cứ tưởng tượng đi, chúng ta trồng cái cây gì đó. Chúng ta chỉ gieo hạt giống xuống thôi, gieo xuống đất thôi. Rồi đi ngủ. Rồi hạt giống mọc lên thế nào mình cũng không hay biết gì hết. Sự thật như vậy, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta nói chúng ta, ôi cái gì cũng tự mình, tự cứu, tự mình, không cần ai hết, chỉ tự mình. Cái chuyện đó đâu có nói chuyện mà vu vơ gì được, thưa quý vị. Tôi biết mà quý vị biết mà. Giống như cái hạt giống này nè, mình gieo xuống rồi đó, nhưng mà nếu mà không có đất thì sao mà hạt giống nó mọc lên được. Đúng không? Thành ra đừng kiêu ngạo, đừng nói gì cũng tự mình, tôi lặp đi lặp lại nhiều lần lắm. Nghe không? Tất cả những người mà học đạo, hành đạo, đắc đạo, họ đều cậy trông vào tất cả những gì xung quanh. Họ cậy trông trước tiên là ở thế giới thiên loại, rồi thế giới nhân loại, rồi họ cảm tạ thế giới súc sinh luôn nữa. Tại vì
nhờ có thế giới súc sinh nên ra mình mới có thể so sánh mình là nhân loại. Mà nhờ có thế giới mà thiên loại, lúc đó chúng ta mới biết là chúng ta, ồ thì ra chúng ta còn yếu kém lắm, yếu xìu. Và kính thưa đồng bào thương mến, chúng ta học hỏi gì qua bài học này? Người gieo giống, tức là chúng ta ước ao làm những việc gì mà có kết quả tốt, tức là có huê lợi, hoặc là có lúa gạo, hay là có những cái gì mà chúng ta có thể thụ hưởng, hoặc là dùng đến để mà học hỏi, để mà tiến hóa. Tức là chúng ta, khi mà chúng ta nói gieo giống, tức là chúng ta ước ao được làm một cái việc gì mà có kết quả tốt. Thì cái ước nguyện của chúng ta là chúng ta hãy làm đi. Rồi tất cả những gì xung quanh chúng ta ở cõi càn khôn này sẽ hậu thuẫn và sẽ giúp chúng ta để mà chúng ta đạt được kết quả. Nhưng mà trước tiên là chúng ta phải làm với một cái ý niệm và một cái tâm tình và một cái quyết định là xây dựng, tức là gieo giống mà, tức là ước ao cho có trái, có hoa hỏa, có huê lợi, có hoa lợi, có kết quả, có ích lợi, có bổ ích cho càn khôn và cho chính chúng ta và cho những gì xung quanh chúng ta. Thì khi mà người gieo giống có ý định như vậy thì họ mới gieo hạt giống xuống đất, rồi sau đó họ đi ngủ ngày hay đêm gì họ cũng không cần biết cái hạt giống sẽ mọc như thế nào. Hoặc là họ biết sẽ mọc như thế nào, nhưng mà họ biết là hạt giống đó cần có nước, có oxygen, có không khí, và có đất, và có ánh sáng mặt trời. Nhờ đó mà hạt giống đó mới có thể thành cây, rồi mới mọc lên lá, rồi mới trổ bông, rồi mới kết trái này kia, rồi các cái. Vâng, kính thưa đồng bào thương mến, rõ ràng tức là có sự hậu thuẫn với nhau, nâng đỡ và giúp đỡ cho nhau, để rồi hạt giống đó sẽ có kết quả là sinh ra hoa trái, hoa lợi, hoặc là lúa gạo này kia rồi các cái. Hoặc là chúng ta quyết định phát minh một cái phương thức nào đó, hoặc là phát minh một vật dụng nào đó để mà giúp cho nhân loại có đời sống giản tiện và hữu ích, và cũng như dễ dàng hơn trong cuộc sống, để mà cùng nhau học hỏi và tiến hóa và tồn tại cùng càn khôn. Kính thưa đồng bào thương mến, và thưa đồng bào, chúng ta quyết định dùng 365 ngày cầu nguyện giải phóng Việt Nam. Thì chúng ta cứ làm đi, để rồi coi cha trời thượng đế toàn năng sẽ giải quyết như thế nào. Là bởi vì chúng ta cứ gieo giống đi, bằng cách là mỗi 12 giờ trưa mỗi ngày trong vòng 365 ngày, chúng ta nhớ cầu nguyện 5-3 phút, 5-7 phút gì đó, cùng cha trời Giê-xu và cùng ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Chúng ta cứ gieo giống bằng cách đó đi, và nhắc nhở cho nhau hãy làm như thế, và thông báo những phép lạ vĩ đại này đến cho nhiều người được biết. Chúng ta hãy gieo giống như thế đi, cứ làm như thế đi. Thì thưa đồng bào thương mến,
trong vòng 365 ngày, trễ lắm là ngày 29 tháng 8 năm 2015, đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ được giải phóng bởi quyền năng của Cha Trời Giê-xu và ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta, và của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong giải phóng quê hương đất nước Việt Nam chúng ta, giải phóng dân tộc Việt Nam chúng ta khỏi mọi bất công áp bức mà chúng ta đã bị đày đọ, hành hạ, giết chóc, khinh bỉ bởi những người ù lì, bê trễ, lười biếng, hung dữ, ác độc. Những người đó cần được sự nhắc nhở của chúng ta. Chúng ta không có sợ sệt họ, mà chính họ là những người cần được chúng ta nhắc nhở. Bởi vì họ là những người đang lầm đường lạc lối, và đồng thời họ là những người đang bị bọn quỷ Satan bắt làm nô lệ. Mà bọn quỷ Satan đó có những cái túi tham không đáy, và có những cái hành động hung dữ ác độc. Và kính thưa đồng bào quý mến, chính chúng ta là những người cần phải nhắc nhở cho những người đó qua hành động về việc làm cầu nguyện 365 ngày giải phóng Việt Nam. Và kính thưa đồng bào thương mến, nhớ cùng lúc là thông báo cho nhiều người được biết ở khắp quả địa cầu, bởi vì chúng ta cần phải san sẻ những phép lạ vĩ đại này đến cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Chúng ta gieo giống bằng cách đó. Nhiều người trong nước Việt Nam được biết và nhiều người trên toàn thế giới được biết về những phép lạ của Thượng Đế tỏ hiện ra mà người Việt Nam chúng ta chụp được, cũng như đồng thời cho họ biết về việc làm cầu nguyện 365 ngày cầu nguyện cho Việt Nam được giải phóng, và đồng thời cho thế giới được hưởng tràn đầy hồng ân cứu rỗi của Cha Trời Giê-xu cùng tổ tiên Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng ban cho họ. Chúng ta gieo giống bằng cách đó, thưa đồng bào quý mến, chúng ta sẽ thấy kết quả sẽ vô cùng thành công và vô cùng hữu ích cho nhân loại và cho sự sống của càn khôn. Đồng bào tưởng tượng là thánh giống chúng cháu là làm việc từ năm 1999 cho đến bây giờ, thánh giống chúng cháu gieo giống nhắc nhở về những mặc khải của Cha Trời Giê-xu, và đồng thời thông báo những phép lạ vĩ đại của Cha Trời Giê-xu tỏ hiện ra trên mây. Và đồng bào có biết hiện tại bây giờ trên thế giới bây giờ đang bắt đầu rúng động về những phép lạ này, là bởi vì hiện tại bây giờ các nhà lãnh đạo trên thế giới đang chú tâm học hỏi về những phép lạ này, và họ rất là băn khoăn và khiếp sợ, cũng như là vui mừng, đồng thời rất là hoang mang, rất là hoang mang, hoang mang lắm chứ không thường đâu. Là bởi vì Thượng Đế đang kêu gọi họ và nhắc nhở họ, đồng thời cảnh báo họ là hãy làm những gì mà họ cần phải làm theo lệnh của Cha Trời Giê-xu. Là bởi vì các nhà lãnh đạo trên thế giới họ đóng vai là làm gương sáng, và đồng thời họ đóng vai là làm việc phục vụ cho người dân hoặc là cho đồng đạo của họ theo đuổi về đạo hạnh tôn giáo của họ. Thì các nhà lãnh đạo họ có bổn phận phải san sẻ và phải đóng đúng vai trò của họ là người lãnh đạo. Mà người lãnh đạo thực sự lãnh đạo là người phục vụ cho những người mình lãnh đạo. Lãnh đạo là như thế.
Lãnh đạo là gì? Lãnh đạo là phục vụ cho nhau, phục vụ cho người khác. Ồ, mình muốn làm lớn, làm lớn thì phục vụ cho những người nghèo khó, bần cùng, khốn khổ nhất đi, những người bé mọn nhất á, họ là những người cần được phục vụ. Thì bây giờ nếu ai ước ao được làm lớn thì hãy làm những việc đó đi. Còn nếu bằng không thì đừng có nói chuyện làm lớn ở đây. Tại vì làm lớn mà chỉ bằng tay năm ngón rồi không làm gì hết mà rồi hưởng rồi ăn trên ngồi trước rồi đầu cơ tích trữ. À, thí dụ như là chủ tịch nói chủ tịch là nghe mắc bà ớn. Tức là làm việc thì không có làm bao nhiêu nhưng mà ăn trên đầu trên cổ người ta không. Thí dụ như là công ty Đảng Cộng sản Việt Nam, công ty Đảng Cộng sản Tàu Cộng. Đó chỉ có một đảng một thôi, tức là độc đảng, độc tài. Tức là bóc lột rồi càn quét rồi hà hiếp người dân. Thì những người đó họ không phải là những người lãnh đạo, mà những người đó là những người đang lầm đường lạc lối. Họ đóng vai ăn cướp, ăn giật. Họ đang đóng vai là đệ tử của quỷ Sa Tăng và là đệ tử của quỷ Râu Xanh. Và họ đang bị những con quỷ, những thằng quỷ có cái tên là những túi tham không đáy đang kìm kẹp họ. Và họ đang bị nhốt trong vòng lẩn quẩn, u mê, tối tăm, nhục nhã, đê hèn và đồng thời búng xỉn và keo kiệt, ích kỷ, mù mờ, sợ sệt, sống sầu khổ, sống bởi năm bờ, sống trong những túi tham không đáy, những túi tham ác độc. Khổ lắm, họ đâu sung sướng gì đâu. Đồng bào có thấy điều đó không? Thì kính thưa đồng bào quý mến, dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta trải qua vài cuộc chiến gần đây thôi, mình đừng nói xa. Xa thì có dịp mình nói chuyện xa, mình nói giờ cũng chuyện gần đi. Thí dụ như là chiến tranh mà thời Pháp thuộc thì dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta bị cướp bóc, bị đàn áp, bị hãm hiếp, bị bóc lột, bị trấn áp. Thì trước đó cũng cả ngàn năm bởi những cậu em Tàu Cộng hung hăng, hung dữ, ác độc. Thì chúng nó đã làm như thế cả ngàn năm, trên 1.000 năm đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Khổ lắm à. Rồi tới mấy chú em Pháp, ngôn ngữ bình dân đó là mấy thằng tay mũi lõ. Và thưa đồng bào thương mến, rồi sau đó thì tới bị mấy thằng Nhật, mấy chú em Nhật nó bỏ đói chết 2-3 triệu người. Bỏ đói người Việt Nam mình chết 2-3 triệu người. Lúa gạo không cho ăn mà cho nó làm thế cho than đá để mà chạy xe lửa chở vũ khí này kia rồi cái để mà nó làm những cái việc mà nó cướp dân cướp nước của người khác. Thì cũng giống như mấy chú em Tàu Cộng, cũng giống như mấy chú em Tây Mũi Lõ, thì mấy chú em Nhật Bổn cũng vậy. Rồi thưa đồng bào, đến thời năm 1945, tức là sau mà đệ nhất đệ nhị thế chiến, sau đệ nhất thế chiến số vũ khí thặng dư quá nhiều, rồi tới đệ nhị thế chiến, tới năm 45, rồi tới năm 54, rồi chiến tranh đệ nhị thế chiến chấm dứt, đệ nhị thế chiến chấm dứt năm 54. Rồi thưa đồng bào, bao nhiêu vũ khí thặng dư của khối cộng sản và khối tự do, thặng dư quá nhiều. Thì chúng nó một lần nữa hung dữ ác độc, cái bọn mà con buôn thế giới gây chiến tranh để làm giàu. Rồi chúng nó tạo chiến tranh để chúng nó làm giàu, để chúng nó làm những vũ khí mới, để chúng nó có
lý do để mà đục khoét tiền thế của người dân ở tại đất nước của chính chúng nó. Và rồi bao nhiêu vũ khí chúng nó đổ vào nước Việt Nam chúng ta, bọn tư bản xanh, tư bản đỏ. Rồi chúng nó dàn dựng bắt buộc người Việt Nam chúng ta, gạt gẫm người Việt Nam chúng ta, bắn giết lẫn nhau một cách tàn nhẫn, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Hàng triệu 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 cảnh đau khổ, gia đình triệu gia đình tan nát, kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt. Rồi hàng triệu người bỏ mình trên biển bởi vì cái bọn cộng sản và bọn tự do quá trớn, bọn tài phiệt, con buôn thế giới. Kính thưa đồng bào, chúng ta học hỏi được gì về những bài học này? Ồ, thì ra là chúng ta đâu có muốn giết nhau đâu. Cái bọn này nó bắt chúng ta giết nhau, nó gạt gẫm chúng ta, nó bắt chúng ta phải giết nhau. Ồ, tại vì mình ngu, mình ráng, mình chịu, mình để cho nó gạt, rồi mình bắt mình ôm súng, mình ôm súng ra chiến trận, mình bắn, mình giết nhau. Hay là làm sao? Tôi không biết cái chuyện này, đồng bào tự trả lời. Nhưng mà ở đây tôi cần nhấn mạnh cho đồng bào biết là chúng ta là nạn nhân. Chúng ta để cho chúng ta làm nạn nhân hay chúng ta bị bắt buộc làm nạn nhân? Cái chuyện đó thì đồng bào tự trả lời đi. Nhưng mà tôi cho đồng bào biết là chúng ta, người Việt Nam và đất nước Việt Nam chúng ta là nạn nhân của bọn tư bản xanh, tư bản đỏ. Và giờ đây chúng ta không cho phép chúng đó làm những việc ác độc nữa, mà là bởi vì chúng ta được quyền bắt chúng đó là hãy chấm dứt, là bởi vì chúng ta có Cha Trời Giê-xu hiện ra để dằn mặt chúng nó và dạy dỗ chúng nó và cho chúng nó cơ hội cuối cùng để sám hối và lập công chuộc tội trước khi quá chậm trễ. Cũng như Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho hàng triệu triệu linh hồn của những hùng chiến sĩ trận vong từ cổ chí kim hiện ra để cảnh báo và dằn mặt bọn tài phiệt quốc tế, bọn tư bản xanh, tư bản đỏ là hãy sám hối gấp, lập công chuộc tội. Bằng ngược lại thì chính chúng nó sẽ bị hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong tiêu diệt chúng nó và sẽ nhốt chúng nó chung với bọn quỷ sa tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Đây hình ảnh quỷ sa tăng đây. Cha Trời Giê-xu cho bọn quỷ sa tăng hiện ra nè. Đó. Đó, thấy mặt ớn không? Chúng ta được quyền ra lệnh cho chúng nó bây giờ là phải chấm dứt, cho chúng nó cơ hội lập công chuộc tội, bởi vì chúng nó sẽ bị hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong tiêu diệt chúng nó bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Bà mới hiểu như vậy. Anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng tiêu diệt bọn tư bản xanh, tư bản đỏ và bọn cộng sản cũng như bọn tự do quá trớn, những kẻ mà gây chiến tranh, dàn dựng chiến tranh để bán vũ khí, để làm giàu, để cướp đoạt mồ hôi nước mắt của những người hiền hòa. Bọn cộng sản và bọn tự do quá trớn, bọn đầu cơ tích trữ, những kẻ gây chiến tranh để làm giàu, chúng nó sẽ bị hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong tiêu diệt chúng nó nếu mà chúng nó không nghe lời chúng ta nhắc nhở, khuyên bảo và dạy bảo. Chúng ta được quyền nhắc nhở và khuyên bảo chúng nó trong tình thương yêu. Ở đây chúng ta không có nói chuyện hận thù ở đây. Và chúng nó không nghe thì chúng nó sẽ chết với tội ác của chúng nó, là bởi vì hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng tiêu diệt chúng nó bất cứ lúc nào. Kính thưa đồng bào thân mến, thì bây giờ chúng ta đã có đầy đủ phương tiện để chúng ta làm việc. Thế thì chúng ta làm chưa? Đồng bào đã làm bổn phận của mình chưa? Những ai chưa làm phải không? Chưa làm thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng để chúng ta lập công chuộc tội. Ở đây tôi nói dọc lập chuộc tội, tôi nói cho là lập công bồi đức gì đây đó. Tại vì tôi nói xin lỗi cái đám mà Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, đa số chúng ta đó là cái đám hà bá, cái đám ba xạo, sổ lá, vô tình hoặc cố ý bán dân, bán nước bấy lâu nay. Cái bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều nè, ba cái đám này nhập lợi là thôi, nó phá tan tành nước Việt Nam chúng ta. Đó là hiện thực, đó là thực tế đã và đang xảy ra.
Thế thì chúng ta cần làm gì, kính thưa đồng bào quý mến? Chúng ta hãy cầu nguyện và nhắc nhở cho mọi người được biết về những phép lạ này hiện ra và sẵn sàng tiêu diệt bọn Cộng sản, cũng như sẵn sàng tiêu diệt bọn tài phiệt quốc tế, cái đám mà đã và đang đầy đọa buôn bán dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Đồng bào để ý thấy đó. Rồi, cái thưa đồng bào thân mến, tôi gợi cảm lại nhắc nhở một chút xíu nữa. Đồng bào biết đó, thí dụ như là Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người tốt lắm. Ông ta là một thánh sống, không hơn không kém. Thế rồi chúng nó chỉ có cái chuyện mà muốn gây chiến tranh để mà đổ vũ khí vào hai miền Nam Bắc Việt Nam chúng ta, để bắt chúng ta giết nhau để mà chúng nó tiêu thụ vũ khí, để mà chúng nó làm giàu, viện cớ cần vũ khí mới rồi làm những vũ khí mới, rồi lấy tiền thuế của dân chúng, đất nước của chúng nó có lý do, rồi chúng nó chia chác với nhau under table, rồi chúng nó bắt người Việt Nam chúng ta, hai miền Nam Bắc Việt Nam, bắt giết lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung thì đã bán linh hồn cho chúng nó. Và giờ đây Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung đã hiện rõ là vóc dáng là một thằng quỷ râu xanh, không hơn không kém. Bởi vì thánh giống chúng tôi trong lúc thiền định đã được cha trời Thượng Đế Toàn Năng cho gặp ác hồn của nó đang bị nhốt, và nó rất là khổ sở, và chúng nó đang chờ trời xử. Thế thì Tổng thống Ngô Đình Diệm thì sao? Như thế nào? Tổng thống Ngô Đình Diệm không chấp nhận để cho bọn tư bản xanh, tư bản đỏ gây chiến tranh ở tại đất nước Việt chúng ta. Bởi vì Tổng thống Ngô Đình Diệm không muốn thấy sự giết chóc ở tại đất nước Việt Nam chúng ta. Và nhất là người Việt Nam chúng ta sẽ bị giết chóc. Tổng thống Ngô Đình Diệm không bằng lòng cho bọn tư bản xanh, tư bản đỏ bành trướng chiến tranh ở tại đất nước Việt Nam chúng ta. Và đó là lý do chính đáng là tại sao mà bọn tài phiệt quốc tế, tư bản xanh, bọn tư bản đỏ dàn dựng rồi vu khống mạ lị Tổng thống Ngô Đình Diệm, rồi rốt cuộc giết chết gia đình Ngô Đình Diệm. Ba anh em bị xử bắn, bị đâm. Người bị xử bắn, người bị đâm rồi bắn, vân vân và vân vân. Những sự việc này thì giờ đây ai cũng biết hết rồi, đa số là biết hết. Và đương nhiên những kẻ dự vào tội ác này họ sẽ bị nhốt chung với nhau. Và họ sẽ bị trời xử đích đáng, chứ không ai chạy khỏi lưới của trời. Ông bà tổ tiên mình dạy kỹ lắm, lưới trời không ai chạy thoát nghe các con. Ông bà tổ tiên mình nè, đây là hình gốc nè, ông rồng nè, bà Phụng Hoàng, đây là Phụng Hoàng nè, đây là ông rồng nè, ông tổ chúng ta, bà tổ nè. Đây tôi làm hình đậm hơn nè, đây là ông tổ mình nè, ông rồng nè, còn đây bà tổ nè, bà Phụng Hoàng nè, Phụng Việt đó. Và thưa đồng bào thân mến, bây giờ nói đến cái chuyện mà Hồ Chí Minh thì nó bị kể như là kìm kẹp bởi vì nó bán linh hồn của nó cho bọn quỷ Satan, là bọn tư bản xanh, tư bản đỏ. Karl Marx, Lenin, rồi cái bọn buôn bán vũ khí thì cái là cái. Thì bây giờ chúng nó đang chết với tội ác của nó đang chờ trời xử, nó bị nhốt khổ lắm, nó quá khổ luôn. Tôi đã gặp ác hồn nó rồi. Nó đánh đập đàn em nó, rồi nó hành hạ đàn em nó ở dưới cái nơi mà quả ngục mà nó bị giam giữ chờ trời xử đó.
Thì tội ác ai làm nấy chịu, chứ bây giờ không ai chạy khỏi lưới của trời. Rõ ràng như thế. Và kính thưa quý vị, Tổng thống Ngô Đình Diệm, linh hồn Tổng thống Ngô Đình Diệm đã hiện về chung với hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong để giúp chúng ta chu toàn công việc giải phóng Việt Nam chúng ta. Đó là lý do tại sao những hình ảnh phép lạ vĩ đại này hiện ra trên mây, trong đó có hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong. Một lần nữa chúng ta xem về hướng này, chúng ta thấy một ông rồng vĩ đại đang phun lửa. Đây là hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong kết tụ lại thành một ông rồng vĩ đại như thế này, sẵn sàng tiêu diệt bọn cộng sản, cũng như sẵn sàng tiêu diệt bọn tài phiệt quốc tế, bọn con buôn thế giới, bọn mà dàn dựng chiến tranh để làm giàu, bọn dàn dựng chiến tranh bán vũ khí để làm giàu, cũng như bóc lột mồ hôi nước mắt, tiền tham nhũng, rồi chuyển ra nước ngoài, rồi giật hết, cướp giật hết. Những cái bọn đó sẽ bị hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong tiêu diệt. Và không một ai chạy khỏi, là bởi vì hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong này có quyền năng của cha trời Giê-xu ban cho, và họ biết những kẻ hung dữ ác độc ở đâu và đang làm gì. Để khi đúng thời điểm, thời gian, thời hạn, thì hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẽ tiêu diệt những kẻ đó, và sẽ bắt những kẻ đó nhốt chung với nhau hàng ngàn năm, rồi tống giam họ chung với bọn quỷ sa tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Vì thế, những kẻ hung dữ ác độc hãy mau mắn nghe lời chúng ta khuyên bảo mà tự quyết định sám hối gấp, lập công chuộc tội gấp trước khi quá chậm trễ. Đó, chúng ta thương họ, chúng ta đâu ghét đâu, đúng không? Việc làm của chúng ta là thương những cái đó, là nhắc nhở cho họ phải sám hối, ngó hầu họ và gia đình họ được cứu. Chứ bằng ngược lại thì họ sẽ khổ lắm quý vị ơi. Đâu phải nói chuyện đến đây chết là hết đâu. Không có đâu, linh hồn chúng ta sau khi chết rồi, cái xác này là một xác chết, nhưng mà linh hồn chúng ta sẽ bay đi. Bay đi đâu? Bay đi về cái nơi mà trình diện cha trời thượng đế toàn năng để chịu sự phán xét, chứ không phải là nói là chết là hết đâu có. Cái xác chết là cái là một cái xác mà nằm bất động, bất di bất dịch. Đồng bào có điều gì đi đám tang không, thấy cái xác chết nằm không? À, cái xác nằm, bởi vì tao nói là xác chết tức là nằm nằm đó chứ không làm gì hết á, giống nằm một đống vậy đó, không làm được gì hết, tại vì cái xác chết rồi. Nhưng mà cái hồn có chết không, cái gì không, linh hồn sẽ bay lên, bay ra khỏi xác, lìa xác, lìa khỏi xác để đi trình diện cha trời thượng đế toàn năng. Những người hiền hòa đó thì được rước đi nhẹ nhàng, còn những người hung dữ thì ngay lúc mà sau khi chết linh hồn sẽ bị quỷ sa tăng nó bắt đi liền, hoặc là những cái đó sau khi chết linh hồn bị hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong bắt đi liền, bắt đi xử. Và đồng bào cũng được biết là chính những hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong có đầy quyền năng để tiêu diệt và xử phạt những kẻ hung dữ ác độc đã và đang đầy đọa đồng loại với nhau. Vì thế cái đám mà cộng sản và cái đám tự do quá trớn gây chiến tranh để làm giàu, thì hai cái đám này chúng nó giống như nhau, chỉ khác cái nhãn hiệu mà thôi. Những kẻ đó có thể bị hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong tiêu diệt họ bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.
đồng bào mới hiểu rõ điều đó. Nói đến đây thì đồng bào biết là Hồ Chí Minh đã bán linh hồn cho bọn quỷ Sa Tăng, quỷ Cộng sản, quỷ Cao Mác, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đó. Thì cái đám đệ tử của quỷ Sa Tăng mà. Thì Hồ Chí Minh nó bán linh hồn cho bọn quỷ Sa Tăng. Còn Ngô Đình Diệm thì chống lại bọn quỷ Sa Tăng, thì Ngô Đình Diệm bị bọn quỷ Sa Tăng nó giết. Hả? À, nó rõ ràng như vậy. Thế nhưng bây giờ Thánh Giống chúng tôi đang đóng vai. À, đóng vai đặc biệt nha. Thánh Giống chú cháu đang đóng vai là người lãnh đạo. Oh wow. Cái chuyện này có thiệt đó nha. Lãnh đạo cứu nguy Việt Nam. Hả? À, Phổ Đổng Thiên Vương tái thế mà. Đóng vai lãnh đạo cứu nguy Việt Nam, tức là mời gọi đồng bào cùng nhau đồng hành với Thánh Giống để làm việc cứu nguy Việt Nam gấp. Thì kính thưa đồng bào, chà, công việc này vĩ đại mà quá nguy hiểm. Đối với cặp mắt của người đời đó, là tại vì ngay cái Hồ Chí Minh nó chạm khỏi, nó phải quỳ lụy mà, nó phải bái lại bọn quỷ Sa Tăng mà, để mà làm nô lệ cho bọn quỷ Sa Tăng, để mà chúng nó gạt gẫm thanh niên thiếu nữ miền Bắc. Phải không? Rốt cuộc là hàng triệu người thanh niên thiếu nữ miền Bắc bị chúng nó gạt gẫm vào chỗ chết, rồi đi vào miền Nam giết chóc người miền Nam, rồi đến giờ phút này là đã đưa đất nước miền Nam chúng ta vào cái chỗ mà phải nói là mà làm nô lệ kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt lắm, chứ không phải giỡn đâu. Hồ Chí Minh nó chịu thua mà. Giờ thua cái bọn quỷ Sa Tăng mà, thành ra nó mới sát hại hàng triệu người Việt Nam vậy. Còn Ngô Đình Diệm thì chống lại, không bằng lòng làm cái việc mà sát hại đồng bào mình, thì bị bọn quỷ Sa Tăng nó giết. À, rồi giờ Thánh Giống chúng cháu đóng vai lãnh đạo cứu Việt Nam chúng ta. À, cái chuyện này là để kể như là đương đầu với bọn quỷ Sa Tăng rồi, đúng không? Đương đầu với bọn cộng sản nè, bọn tự do quá trớn nè, bọn đầu cơ tích trữ nè, cái bọn con buôn thế giới nè, cái bọn gây chiến tranh để làm giàu nè, cái bọn mà tham nhũng và hút máu của người dân nè. Thì tất cả những cái bọn đó, Thánh Giống đang đương đầu với chúng nó, là bởi vì Thánh Giống là cái người mà lãnh đạo cứu Việt Nam, thì chúng Thánh Giống phải dẹp cái đám đó. Đồng bào có để ý cái sự nguy hiểm của việc làm của Thánh Giống không? Quá nguy hiểm, đúng không? Cái việc làm đó là quá nguy hiểm rồi, quá nguy hiểm hả? Thế nhưng Thánh Giống lại không sợ. Lý do tại sao? Là tại vì Thánh Giống có sự bảo vệ của Cha Trời Giê-xu toàn thời gian. Ngài chính là Thượng Đế. Tôi cho ông bà biết luôn, bởi vì sau khi Ngài chết đi sống lại, cách này khoảng 2.000 năm về trước, Ngài về trời trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là Thiên Thượng đó, đứng mà Phật Thích Ca luôn luôn tôn thờ đó, và dạy dỗ nhân loại là phải thờ Thiên Thượng đó. Đó là Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, mà ông bà tổ tiên mình dạy đó là ông trời. Thì khi mà cha trời Thượng Đế Toàn Năng á, trao tất cả quyền năng trên trời dưới đất và ở cõi càn khôn cho Chúa Giê-xu, sau khi Ngài chết đi sống lại, Ngài về trời, Ngài trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, và Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tức là Thiên Thượng đã trao tất cả quyền năng cho Ngài, thì Ngài chính là Thượng Đế rồi. Thì Thánh Giống chúng cháu được sự bảo vệ của Ngài. Ngài phán bảo như thế. Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng phán bảo như thế. Và Thánh Giống được sự bảo vệ của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Và đồng thời Thánh Giống được sự bảo vệ của ông bà tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta. Thế thì cái bọn cộng sản, bọn Sa Tăng, cái bọn tài phiệt quốc tế, bọn con buôn thế giới, làm sao mà chúng nó có thể hại được Thánh Giống? Làm sao mà chúng nó có thể mua chuộc được Thánh Giống? Đồng bào thấy cái sự đặc biệt mà Thánh Giống chúng cháu được sự bảo vệ toàn vẹn như vậy không? Bởi vậy đồng bào đừng có lo. À, đồng bào biết là cái người lãnh đạo của người Việt Nam là ai? Là người đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng chọn lựa. Bởi vậy Ngài mới ban cho ông bà tổ tiên mình hiện ra để phù trợ và làm chứng giám việc làm của Thánh Giống. Vì thế Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mới ban cho hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra để phù trợ Thánh Giống, bảo vệ Thánh Giống và đồng hành cùng Thánh Giống để làm việc
cứu nguy Việt Nam chúng ta, và đương nhiên làm việc lãnh đạo của nguy Việt Nam chúng ta. Thành ra là Thánh Gióng an toàn 100%. Và tất cả những đồng bào nào đồng hành cùng Thánh Gióng, làm việc như Thánh Gióng làm, thì những người đó và gia đình họ cũng sẽ được bảo vệ toàn thời gian, như Thánh Gióng đã và đang và mãi mãi sẽ được bảo vệ bởi quyền năng của Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Đồng bào nên nhớ là chúng ta không có kêu gọi chém giết ai hết. Chúng ta kêu gọi những kẻ ác hãy mau mau sám hối để mà họ được cứu đời này và đời đời kiếp kiếp sau này. Bởi vì nếu mà họ không nghe lời chúng ta khuyên bảo, không nghe lời chúng ta hướng dẫn theo những sự dạy dỗ của Cha Trời Giê-xu, thì họ sẽ bị bọn quỷ Sa-tăng nó bắt làm nô lệ vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Đây là mặt quỷ Sa-tăng mà thấy ớn không? Đó. Và phía bên này là mặt anh hùng chiến sĩ, đây nó khác nhau rõ ràng lắm, thấy không? Đó, mặt quỷ Sa-tăng nè. Còn đây là mặt Chúa Giê-xu nè, khác nhau rõ ràng lắm. Rồi mà thấy cái mặt quỷ Sa-tăng không? Là mặt Chúa Giê-xu nè, mặt Chúa Giê-xu nè, đó. Đó, rõ ràng không? Đó, mặt Chúa Giê-xu nè. Mà thấy không? Đó. Mặt Chúa Giê-xu chịu đóng đinh để cứu rỗi nhân loại đó, máu chảy từ mắt ra nè, rồi đội mão gai, mão mà kiêu ngạo hung dữ ác độc của nhân loại đội đầu ngài, rồi đánh đập ngài đến nỗi mà tét môi dập mũi, rồi máu thì chảy từ mắt ra đó. Nhưng mà ngài nhìn chúng ta, ngài thương chúng ta, ngài cứu chúng ta. Còn đây là bọn quỷ Sa-tăng, mặt quỷ Sa-tăng nhìn thấy mà ớn nè, đây nè, nó hiện ra để nó nuốt, nó đang nuốt bọn cộng sản và nó đang nuốt bọn tài phiệt quốc tế đó. Nó bắt những cái đám đó làm nô lệ cho chúng hết rồi đó. Bây giờ chúng ta làm việc và kêu gọi chúng, những kẻ đó phải sám hối gấp, nghe lời chúng ta khuyên bảo. Bằng ngược lại thì kể như là đời đời kiếp kiếp, nhiều đời nhiều kiếp chúng nó bị quỷ Sa-tăng bắt làm nô lệ vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt đó. Thế thì chúng nó phải nghe lời chúng ta, chứ nếu mà không nghe lời chúng ta là kẻ như hỏng đó. Nghe lời chúng ta là kẻ như bị quỷ nó bắt luôn, là kẻ như khổ lắm chứ không phải giỡn đâu. Đó là cái vấn đề mà tôi cần trình bày cho đồng bào được biết đó. Và đồng bào cần phải cho họ biết. Thì bây giờ đồng bào biết là ở Việt Nam mình á, thì thôi Đảng Cộng sản run sợ về việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại do Thánh Gióng lãnh đạo. Cộng sản sợ lắm. Cái thằng Tàu Cộng cũng quá sợ luôn. Rồi cái bọn tài phiệt quốc tế cũng quá sợ, hoang mang lắm. Và các nhà lãnh đạo trên thế giới bây giờ cũng đang hoang mang, khiếp sợ và đồng thời là e dè, và đồng thời có những kẻ lại vui mừng. Là bởi vì đây là hồng ân cứu rỗi của Thượng Đế ban cho. Và đây là cơ hội cuối cùng để cho những kẻ ác có dịp lập công chuộc tội. Đồng bào phải hiểu cái việc làm của chúng ta là quan trọng như thế. Thành ra tôi nhắn nhủ cho đồng bào được biết là mỗi ngày 12 giờ trưa nhớ cầu nguyện như tôi đã nhắc nhở. Thứ nhất là cảm tạ Cha Trời Giê-xu đã ban cho chúng ta sự sống. Kế đến nữa là cảm tạ ông bà tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta đã ban cho chúng ta có sự sống. Và đương nhiên kế đến nữa chắc chắn là phải cảm tạ hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho chúng ta được sống. Giờ đây những anh hùng chiến sĩ hiện ra trên mây với vóc dáng là một ông rồng vĩ đại đang phun lửa, sẵn sàng tiêu diệt bọn quỷ Sa-tăng cũng như sẵn sàng tiêu diệt bọn cộng sản và bọn con buôn thế giới, cái đám mà gây chiến tranh để làm giàu đó. Họ đang đối diện với hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng tiêu diệt họ ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Đó là cái vấn đề. Thì bây giờ kính thưa đồng bào, nhớ 12 giờ trưa mỗi ngày làm việc như thế. Và tôi cho rằng chúng ta làm như thế bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 năm 2014 thì có thể cuối năm nay hoặc là trễ lắm là 29 tháng 8 năm 2015 thì dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được giải phóng khỏi bọn cộng sản và khỏi bọn Tàu Cộng
và khỏi bọn con buôn thế giới đã và đang buôn bán đầy đọ dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ được giải phóng khỏi tất cả những bọn đó. Và đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ được cứu rỗi và được giải phóng khỏi sự ù lì bê trễ của chính chúng ta, là cái đám Việt gian, Việt cộng, Việt kiều, cá mè một lứa. Đa số chúng ta là dởm, đầu cơ tích trữ, vô trách nhiệm, vô duyên, lãng nhách, lười biếng, màu mè bề ngoài, xỏ lá, sọc dưa, quờ quảng, cà chớn, mất dạy, mất gốc. Ôi xì, đủ thứ chuyện á. Cái đám Việt gian, Việt cộng, Việt kiều này nói kể những cái tật xấu ra nghe mà mắc bệnh. Kể tật xấu cái đám mà Việt gian, Việt cộng, Việt kiều thì thôi, nó dỗm mà nó dở mà nó vô duyên mà nó kỳ cục mà nó lãng nhách mà nó cà chớn, nó mất dạy, nó mất gốc, không khác gì cái bọn quỷ sa tăng. Ôi trời ơi, rõ ràng thực tế ơi, nói đây còn mắc mệt. Đồng bào có biết cái bọn quỷ sa tăng nó là ai? Bọn quỷ sa tăng nó đã từng là con cái của Thượng Đế, con cái của cha trời đó, nhưng mà nó hung dữ ác độc quá rồi nó kiêu ngạo, rồi nó khinh khi đứng tác tạo ra nó à, thành ra nó mới bị cha trời Thượng Đế toàn năng phạt nó. Bởi vậy hình hài của nó đầu thai lại xấu quá à, nhìn cái bản mặt đó nè, đó mặt mặt quỷ sa tăng xấu lắm. Đầu vào đấy cái mặt quỷ sa tăng không đây nè, đó, Thượng Đế cho hiện ra trên mây để mà chúng ta so sánh đó. Giờ nhìn mặt quỷ sa tăng xấu ơi là xấu đó, đầu mặt quỷ sa tăng đó. Đồng bào muốn cái đám mà Việt gia Việt bên tôi hỏi đồng bào nhân loại nè, trong đó thì có đám Việt gian, Việt cộng, Việt kiều nữa. Quý vị có muốn sau này quý vị đầu thai lại thành cái mặt quỷ như vậy không, cái mặt xấu như vậy không, mặt quỷ đó, quỷ sa tăng đó không? Mình đi thẳng vấn đề đi, bên đây mình đừng nói chuyện màu mè ở đây đó. Tôi thưa chuyện cùng đồng bào nhân loại với tư cách là một y thiền sư, y liền sư của càn khôn, tức là Phật sống của càn khôn á. Đồng bào có biết Phật Thích Ca thờ ai không? Phật Thích Ca thờ đứng mà ông bà tổ tiên mình thờ đó, tức là thờ ông trời đó. Ông trời tức là thiên thượng đó, bởi vậy Phật Thích Ca mới chỉ tay lên trời, ngài nói là chúng bay chúng sinh, trước tiên là chúng bay phải thờ thiên thượng, hai ngày chỉ lên trời, là ông trời đó. Kế nữa là chúng bay phải kính nể chúng sinh thiên hạ dưới này nè, và càng không tất cả gì xung quanh, chỉ có một đường duy nhất để tồn tại, tức là duy nhất ngã là đường. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, duy là duy nhất, là ngã là đường, độc là độc nhất, tôn là tôn trọng quý mến cho nhau. Mà trước tiên là các ngươi hãy thờ thiên thượng, tức là thờ ông trời á, tức là thờ cha trời Thượng Đế toàn năng á, đứng mà cha trời Giêsu tôn thờ là Chúa Cha đó, tức là thiên thượng đó. Thiên là thiên liên, thượng là Thượng Đế đó, dễ hiểu quá mà. Sau này mấy thằng sư giả nó dạy đạo nó xạo xạo, nó không bao giờ nhắc nhở đến thiên thượng, bởi vì khi mà nó niệm danh thiên thượng á, là ông trời ổng sẽ đuổi bọn quỷ sa tăng ra khỏi linh hồn và thể xác nó, thì lúc đó là nó không có dám kêu bằng chiếm danh tầm bậy tầm bạ, tức là không có dám kêu bằng hỗn sược sất láo rồi lười biếng rồi kêu gọi bá tánh đóng tiền cho chúng nó để mà chúng nó làm những việc tầm bậy tầm bạ. Đa số bây giờ sư là sư giả đó, bọn xạo xạo, đứa nào không nhắc nhở đến thiên thượng, không có thờ lại thiên thượng thì đó là sư giả, đó là sư hổ mang, sư tào cộng, sư quỷ sợ tăng, sư quỷ rau xanh á. Đồng bào phải để ý điều đó. Tôi là Phật sống của càn khôn, tôi hiểu rõ về Phật pháp, vâng lệnh cha trời Thượng Đế toàn năng là thiên thượng đó, dạy bảo chúng sinh như thế nào, có dịp tôi sẽ thông báo sau, tôi sẽ chia sẻ sau cái phần đặc biệt này. Và đồng thời tôi chia sẻ với tư cách là y thiền sư của càn khôn, tôi là Phật sống, tức là tôi là có nhận lãnh chức vụ là đạo trưởng thế giới đó, tức là những tay mà lãnh đạo các tôn giáo làm lành lãnh dữ trên thế giới đó. Tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới có bổn phận là phải nghe lời tôi khuyên bảo, bởi vì tôi đang nắm giữ mệnh lệnh của Thượng Đế và ngài bảo tôi phân phát lại cho những người đó, và đương nhiên phân phát lại cho tất cả chúng sinh được biết về lề luật của Thượng Đế trong những ngày tháng năm sắp tới là cần phải làm gì để được cứu rỗi. Và sẵn đây tôi nói luôn, tức là cần phải sám hối
ngay tức khắc, dốc lòng sám hối, cầu xin cùng cha trời Giê-xu tha thứ tội lỗi cho mình và sống theo những điều chỉ dạy của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho tất cả những gì mà chúng ta cần để mà sống đầy ý nghĩa và tồn tại cùng càng khôn. Đó là những gì mà cha trời Giê-xu bảo tôi phán bảo và chia sẻ, cũng như nhắc nhở cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Và đồng bào Việt Nam chúng ta và tất cả đồng bào nhân loại cần phải biết sự việc này để mà thông báo cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp, bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Tận thế để cứu rỗi những người hiền hòa đó. Tận thế này để xử phạt những kẻ hung dữ ác độc. Những kẻ hung dữ ác độc không lo sám hối gấp thì sau này, tức là sau khi chết rồi sẽ bị đầu thai lại thành cái mặt quỷ Satan sống xấu quắc như vậy nè. Đó, đây nè. Đó, chứ không phải là được đầu thai lại làm con heo, con bò, con gà để mà chịu chết, để mà chuộc lỗi, chuộc tội của mình. Hay là đầu thai làm con chó, rồi bị mấy con nhậu nó bắt nó ăn, nó nhậu. Rồi cái bằng để đền cái tội đó. Không có đâu. Kỳ này á, thời mặt kiếp mà. Không có ai mà kêu bằng chạy khỏi đâu. Kỳ này á, nếu mà không có sám hối thật sự, sau này á, đầu thai lại thành quỷ Satan như vậy nè. Một khoảng thời gian cả ngàn năm á. Rồi khổ lắm, mặt mày xấu xí lắm. Rồi bị, ôi giời, sống với quỷ mà khổ lắm. Rồi lửa nóng đốt, ôi giời, kinh hoàng lắm. Thì thưa đồng bào thương mến, đó là những gì mà Thánh Gióng chúng tôi biết, thì và tôi có bổn phận phải thông báo lại cho đồng bào nhân loại được biết. Bởi vì mệnh lệnh của Thượng Đế ban bố và ban ra như thế thì tôi phải chấp hành. Bởi vì tôi nhận lệnh của Thượng Đế giáng lâm trở lại để làm việc. Tôi là phù đổng thượng vương, tức là tướng nhà trời đó. Mà tướng nhà trời thì lớn tuổi lắm. Đồng bào biết là tướng nhà trời hiện hữu trước khi, tức là cha trời Thượng Đế toàn năng tác tạo tướng nhà trời trước khi Ngài tác tạo ra mặt trời. Thì lúc đó cha trời Thượng Đế toàn năng đã tác tạo ra tướng nhà trời rồi. Thành ra linh điển tôi là lớn tuổi lắm rồi. Còn cái xác phàm này là xác phàm Phật sống của càn khôn, cũng lớn tuổi lắm rồi. Bởi vì tôi mới chịu đựng nổi cái sự thờ ơ vô trách nhiệm của đồng bào bấy lâu nay. Tôi làm thế cho đồng bào bấy lâu nay. Trời ơi, Thượng Đế ơi, nếu không có Ngài ban cho sự sống, làm sao mà con chịu đựng nổi đối với cái đám Hà Bá, Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều này. Đa số chúng nó là lười biếng, thờ ơ, vô trách nhiệm đối với đồng bào dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Cái đám Hà Bá, cá mè một lứa, lười biếng, mất gốc, mất dạy này, chán lắm. Thượng Đế ơi, Ngài biết rồi, và đồng bào biết rồi. Đó. Tôi nói thẳng là thật luôn. Đa số Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều đã và đang phạm tội bán dân bán nước Việt Nam chúng ta vì những hành động vô trách nhiệm, vô cảm và u mê, ù lì, bê trễ của chúng ta bấy lâu nay. Đa số, ở đây tôi không nói hầu hết, mà tôi nói là đa số đám Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, cá mè một lứa, tội ác như nhau. Giờ đây là các người cần phải sám hối, lập công chuộc tội gấp. Ở đây mà đừng nói lập công bồi đức, chán lắm. Đức độ vô mà lập công mà đặt bồi đức. Lập công chuộc tội, nói thẳng vào vấn đề đi. Không lo lập công chuộc tội, là trễ nải là tiếp tục rồi sau này. Sau khi chết rồi là bị nhốt một thời gian, sau đó cho đầu thai lại làm quỷ Satan 1000 năm. Ôi, khổ lắm, trước khi mới được cứu xét hồ sơ để được tái sinh, để làm một công việc gì đó, chứ không phải là muốn làm gì làm rồi nó chết rồi hết. Rồi trước khi chết rồi niệm Phật, rồi kêu Chúa rồi được cứu. Làm như là có tầng, có giới, có khoa, không có kinh nghiệm về phục vụ gì hết mà đòi làm chuyện lớn là sao làm? Có chăng là lúc đó kêu Phật, kêu Chúa, kêu tổ tiên Việt Nam mình cứu con thì cái mày biết sám hối trước khi mày ngáp ngáp mà mày kêu sám hối là cũng được đi, thì cũng biết được rồi. Người ta cũng đem mình về cái chốn nào, cái chốn mà cho bị ở chung vô cái đám thờ ơ vô trách nhiệm, ở chung 1000 năm. Trời ơi, mà tưởng tượng đi, ở chung cái đám thờ ơ vô trách nhiệm chán lắm, ở chung 1000 năm thì sao chịu nổi. Khổ giống như ở chung với quỷ Do Tăng vậy đó. Cái đám mà tối ngày cứ lo đong đầy những túi tham không đấy,
bon chen chụp giật bóc hốt quờ quạng xe xua giả dối lường gạt rồi này kia, ui mày chán lắm đúng không? Mắc mà mệt. Thôi ngày hôm nay nhiêu đủ rồi. Nhớ 12 giờ trưa mỗi ngày cầu nguyện giải phóng Việt Nam. Nhớ và nhắc nhở cho đồng bào khắp nơi ở trong nước Việt Nam được biết, và đồng thời ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu được biết, đồng bào Việt Nam mình cần được biết về việc làm của chúng ta. Việc làm 365 ngày cầu nguyện giải phóng Việt Nam. Và đương nhiên nhắc nhở cho cộng đồng thế giới được biết gấp và phân phát những phép lạ này cho cộng đồng thế giới được biết gấp. Và đây là đồng bào có thấy hình ảnh gì đâu, cho đồng bào coi này, hình ảnh cũng lạ lắm nè, đặc biệt nè. Đó, gia đình Việt Nam, tổ tiên tổ chúng ta, gia đình nước Việt Nam chúng ta nè, rồng rồng sư tử rồng mà thần khí oxygen của Thượng Đế toàn năng hiện ra với vóc dáng. Gia đình Việt Nam chúng ta là tuyệt vời không? Đó, thấy không? Còn bên đây ông bà tổ tiên mình cũng là thần khí oxygen của cha trời Thượng Đế toàn năng hiện ra, tuyệt vời. Đó, đồng bà thấy không? Đó, nhìn rõ không? Đồng bà thấy rõ chưa? Đó, đây nè. Wow, đây là hình màu gốc nè. Đó, hình màu gốc nè. Còn đây là chúng tôi làm cái hình đậm hơn nè. Wow, thấy ông tổ bà tổ mình không? Đẹp, khỏe mạnh thì thôi. Còn đây là khuôn mặt cha trời Giêsu nè, wow, ngài hiện ra nè, đó, ngài hiện ra trước và sau đó ngài cho triệu triệu anh hùng chiến sĩ Trần Văn hiện ra nè, đó, rồi sau đó ngài cho ông bà tổ tiên Việt Nam mình hiện ra nè, wow, đó, rồi sau đó ngài cho quỷ Satan hiện ra để chúng ta so sánh, quỷ Satan mặt xấu quá, mặt nó xấu mà nó dữ quá đi thôi, đó, đồng bà đi đó đó, cái mặt quỷ Satan nè, đó. Và đáp Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, ai muốn sau khi chết đầu thai lại thành quỷ Satan? Ai đâu? Đâu ai muốn phải không? Nếu mà không muốn là làm quỷ Satan thì làm ơn tự quyết định để cứu mình bằng cách là sám hối gấp, lập công chuộc tội. Nghe không? Lập công chuộc tội, gấp. Đó, nghe lời tôi khuyên bảo là hãy mau mắn sám hối lập công chuộc tội. Và đồng thời sống theo những điều chỉ dạy của cha trời Giêsu, tức là thương yêu cha trời Thượng Đế toàn năng trên hết mọi sự và thương yêu người khác như chính bản thân mình. Và hãy học hỏi và thực thi theo những điều chỉ dạy của cha trời Giêsu gấp, bởi vì cha trời Giêsu dạy tường tận đầy đủ tất cả những gì mà cần biết để mà học hỏi, để mà sống, để mà tồn tại cùng cạn khôn. Đó, mà nhớ nha, không đừng có vu vơ mù mờ nữa. Và đây là địa chỉ để liên lạc với thánh giống chúng tôi, Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Và đây là một trong những cách tốt nhất để lập công chuộc tội. Đây nè, đây. Đồng bào nhớ, đây là cách tốt nhất, một trong những cách tốt nhất để lập công chuộc tội nè. Đó, đồng bào hãy phụ giúp tôi có thêm phương tiện để thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Tất cả nhân loại cần được biết gấp về 12 phép lạ của Thượng Đế ban cho để dẫn dắt nhân loại làm cách nào được cứu rỗi. Và đặc biệt ưu ái là Ngài đã ban cho người Việt Nam chúng ta biết trước, bởi vì Thánh giống chúng cháu là Minh Vương Việt Nam. Thánh giống chúng cháu là người Việt gốc Việt, chánh gốc. Mà khi thánh giống biết trước, tức là người Việt Nam chúng ta biết trước, và thánh giống đã thông báo cho người Việt Nam quý mến thân thương ruột thịt của chúng ta được biết trước bấy lâu nay, và chúng ta có bổn phận phải thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp, bởi vì Thượng Đế toàn năng ra lệnh và phán bảo như thế. Vì thế đây là cơ hội tốt nhất để đồng bào, đây là một trong những cơ hội tốt nhất để đồng bào có thể làm việc lập công chuộc tội. Đây là một trong những cách tốt nhất để đồng bào nhóm Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều lập công chuộc tội. Nhớ, làm bổn phận của mình. Rồi, thánh giống chúng cháu bây giờ xin chấm dứt tại giây phút này. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện và chúng ta chia sẻ cũng nhiều rồi.
ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Đồng bào nhớ mỗi ngày vào trên YouTube hoặc là Internet đó, rồi search 365 ngày cầu nguyện giải phóng Việt Nam. Nhớ xem xét việc làm của chúng ta hàng ngày. 365 ngày cầu nguyện giải phóng Việt Nam. Và đương nhiên, theo dõi trên Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam. Nhớ 365 ngày cầu nguyện giải phóng Việt Nam. Đồng bào nhớ cầu nguyện mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa nha. Ở bất cứ nơi đâu đang làm gì, nhớ đúng 12 giờ trưa cầu nguyện. Và những ai bước ra khỏi nhà, khỏi chỗ sở làm, ngẩng mặt lên trời cầu nguyện được thì càng tốt. Bởi vì đồng bào sẽ nhận được linh điển của Thượng Đế ban cho mạnh lắm, tràn đầy. Ngài sẽ ban đổ xuống tràn đầy cho chúng ta. Chúng ta sẽ nhận lãnh qua đỉnh đầu và qua hơi thở của chúng ta, sẽ đi vào bản thể của chúng ta và linh hồn của chúng ta, và sẽ làm cho chúng ta được khỏe mạnh và mạnh dạn, và chúng ta sẽ sống vui vẻ và hiền hòa và mạnh dạn và đầy ý nghĩa hơn. Thánh Gióng chúng cháu y sư Phù Đổng Thiên Vương tái thế xin kính chào tạm biệt và xin hẹn vào ngày mai. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào. Chúng ta cần copy 12 phép lạ vĩ đại này, rồi chúng ta cùng nhau ra đường cầu nguyện từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc, cũng như ở khắp mọi nơi trên thế giới có người Việt Nam, thì chúng ta cứ làm như thế. Khi chúng ta ôm những phép lạ vĩ đại này ra đường cầu nguyện thì Trung Cộng sẽ bó tay và sẽ rút lui và sẽ không dám làm phiền chúng ta nữa. Và nhớ chúng ta cần làm nhịp nhàng ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào có người Việt Nam ở khắp quả địa cầu này, hãy làm như thế. Hẹn điểm, hẹn thời giờ, cùng nhau nhịp nhàng làm như thế, cùng lúc thông báo cho các đài truyền thông, truyền hình, báo chí trên khắp thế giới được biết, thì chúng ta sẽ lấy lại danh dự và hòa bình của đất nước chúng ta một cách nhanh chóng, và cả cộng đồng thế giới sẽ quý mến và kính nể chúng ta nhờ 12 phép lạ này. Và đương nhiên từ đó họ sẽ không dám làm